mì này nó xin ký nhá. Mấy chữ cũng được, ăn no rồi thì hai chữ ba chữ cũng được. Táo lướt được cả. Tức là em nếu mà hồi tập thì coi 2 giờ đi 23 giờ dưới cho một nhé. Tức là ví dụ như mà nó tập 3 đến 4 giờ thì chị nhớ anh nào em là 2 giờ bắt đầu từ nhà lên đó em thì em ra một đây em tập được luôn. Nếu mà nó hết 5 giờ thì thôi em quan trọng được quan trọng cái Đưa lên em ơi, đưa lên từ nào rồi? Đưa lên, đưa lên.